Điều chưa từng kể, bé Tu Tâm mối duyên làm con gái của Vũ Linh, là con ruột của Linh Tâm. 40 năm trước, khán giả đã phải ngạc nhiên trước một Julian Nga bé bỏng trên sân khấu Thanh Minh. Qua biểu diễn duyên dáng thông minh, qua giọng ca truyền cảm tuyệt vời, báo hiệu bước trưởng thành của một diễn viên tài sắc vẹn toàn, có 102 trên sân khấu cải lương, cũng không ai quên được hình ảnh một bao bao hoàng bé xíu đối tỷ với diễn viên khổng lồ tên thật là Nguyễn Văn Dư. Trên sân khấu Thủ Đô năm 1960 đã bộc lộ tài năng rất sớm, và cho mãi đến những năm cuối thế kỷ này, Bao Bao Hoàng vẫn còn là trụ cột của sân khấu tuồng cổ, tuồng gương xa, vừa là diễn viên, tác giả, đạo diễn. Những tài năng tí hon bất ngờ lóe sáng trên sân khấu từ trước đến nay không phải là nhiều, do đó mà sự xuất hiện của bé Võ Vũ Thu Tâm chưa đầy 4 tuổi quá là bất ngờ, đã làm sửng sốt những nghệ sĩ tài danh đương thời. Như một buổi gặp gỡ các bạn nghệ sĩ huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, tôi được biết thêm nhiều chuyện về cô bé tài hoa này. Vũ Linh đã có nhận xét, con nhỏ này, bé Võ Vũ Thu Tâm, nó biết hát, đầu từ trong bụng mẹ. Tôi nói thiệt đó chú, nó thông minh lạ lùng. Chưa đầy 4 tuổi, nó đã diễn chung với các nghệ sĩ hữu danh qua 5-6 vở tuồng rồi đó. Nó nhập vai thật mau, óc tưởng tượng vô cùng phong phú, xúc cảm bất ngờ. Bảo khóc là khóc, không cần chuẩn bị trước. Võ Vũ Thu Tâm là con gái của vợ chồng Linh Tâm Cẩm Thu. Lúc Cẩm Thu đang mang bầu bé Thu Tâm, khoảng 5-6 tháng thì đã ra sân khấu đọc diễn vai Phan Kim Liên trong trích đoạn Võ Tòng Xét Tẩu để dự giải diễn viên yêu thích nhất do báo sân khấu thành phố tổ chức tại rạp Thủ Đô. Cẩm Thu đã nói với tôi, đến tháng 2 năm 1977, Thu Tâm mới tròn 4 tuổi, cháu nó chưa biết chữ, mà chú, thế làm sao học tuồng? Thu Tâm nó chưa biết chữ, nhưng nếu có tuồng con đọc lời rồi ca lên, tập cho nó. Nó nhớ dai, thuộc lời nhanh, cứ ca theo mẹ. Bài khó như Bắc Sơn Trà trong vở Đời Con Gái, cháu phải ca 3-4 lần. Còn những bài khác như Lý Chiều Chiều, Cóc Hoàng Thiên, nó chỉ cần nghe mẹ ca 2 lần là thuộc lầu. Tôi hỏi Cẩm Thu, Thu Tâm đã biết ca vọng cổ chưa? Cẩm Thu cười lớn, nó biết chứ chú, ca vọng cổ không đâm hơi, trường canh rất vững. Cháu đã thử nó nhiều lắm, nhưng khi vào phòng thu thanh, thấy đông người quá, nó không dám ca, biểu thế nào cũng không chịu. Vũ Linh lắc đầu cười, con bé thông minh lắm, hỏi mắc mớ thế nào nó cũng trả lời được. Một hôm cháu hỏi nó, giữa bác Vũ Linh và ba con Linh Tâm, ai diễn hay hơn ai? Thu Tâm nín lặng một lúc mới trả lời. Bác hỏi câu này khó trả lời lắm, cháu nhắc lại là nó chưa đầy 4 tuổi đó chú. Cẩm Thu lại nói, hôm qua cháu hỏi Thu Tâm, giữa ba con và bác Vũ Linh, con thương ai nhiều hơn? Nó đáp không cần suy nghĩ, ở ngoài đời con thương ba Linh Tâm nhiều hơn, mà khi hát con thương bác Vũ Linh nhiều hơn. Tại sao? Vì trong tuồng con làm con của bác Vũ Linh mà. Ngọc Huyền đã đóng chung với Thu Tâm hai vợ Trăm Hoa Mai và Biển Tím Tình Em. Huyền đã bảo tôi, Thu Tâm nó đóng vai của cháu hồi nhỏ, nó thuyết phục người xem bằng sự chân thật, truyền đạt sự xúc động của chính bản thân nó. Phải diễn khó thế nào nó cũng diễn đạt được. Ví dụ trong Biển Tím Tình Em, nó đóng vai Mai Nhi, lúc nhỏ bị tật nguyền, phải đi đôi nạng gỗ, ai cũng sợ nó làm không được. Nào ngờ mẹ nó chỉ đi thử một vài lần là nó diễn được ngay. Óc tưởng tượng của Thu Tâm thật phong phú. Trong vở Hồng Nhan Ra Trung, Thu Tâm đóng chung với Lệ Thủy và Minh Vương. Lệ Thủy thủ diễn vai người thiếu phụ nghèo, sống với các con ở gầm cầu. Đứa con nhỏ bệnh nặng, Lệ Thủy bồng con đi cấp cứu. Thu Tâm chạy theo, gặp Minh Vương đang đi sơ hơi, suy cán chết con bé. Lúc ở trường quay, đạo diễn bảo Thu Tâm nằm trên đường bắt đồng, xe Minh Vương chờ tới. Bé tưởng tượng như mình sắp bị cán thật, nằm thẳng cẳng, chờ xe tới. Cảnh quay xong, cháu vẫn nằm im lìm. Lúc đó cháu dậy, người Thu Tâm cứng ngắc, bé nhập vai đến nỗi thân thể cứng đờ. Một lúc mới cử động được, mọi người vô quanh bé chỉ nói nhỏ với mẹ, hồi nãy con sợ quá trời, chiếc xe nhích lên một chút chắc cán ngang mình con. Còn biết bao nhiêu chuyện kể về khả năng nghệ thuật của Thu Tâm, nhưng tất cả những nghệ sĩ đã làm việc với cháu đều có nhận xét giống nhau, chưa đầy 4 tuổi nhưng Thu Tâm đã bộc lộ rõ ràng năng khiếu của diễn viên sân khấu, thông minh, nhạy cảm, dễ xúc động trước một tình huống, và trong bất cứ vai nào cháu cũng biểu lộ sự duyên dáng thiết tha, đầy thuyết phục. Vào năm 2015, cô bé Thu Tâm ngày nào đã lập gia đình. Linh Tâm và Cẩm Thu đã tổ chức đám cưới cho con gái. Nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu
vào ngày 12 tháng 12 năm 2015 đã từ Mỹ về Việt Nam, đã tổ chức lễ thành hôn cho con gái là nghệ sĩ múa Thu Tâm, từng là thành viên của nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ do nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, Vương Linh đào tạo. Đông nghệ sĩ đến chúc mừng hôn lễ của Thu Tâm và Duy Khánh. Nghệ sĩ Cẩm Thu xúc động dặn dò con gái nhiều điều trước khi về nhà chồng. Linh Tâm và Cẩm Thu có hai con là Linh Tý và Thu Tâm. Từ lúc bé, Linh Tý đã nổi tiếng là diễn viên nhí, có duy nhất trong đoàn Đồng Ấu Thanh Long. Hiện nay Linh Tý và vợ là Bích Trâm là hai diễn viên trụ cột gắn bó với sân khấu kịch Sài Gòn. Còn Thu Tâm tham gia nhóm múa Những Ngôi Sao Nhỏ từ lúc 4 tuổi. Sau khi sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh, Thu Tâm về Việt Nam tổ chức hôn lễ với người bạn trai hơn 4 năm. Tôi rất hạnh phúc khi ba mẹ có mặt trong ngày cưới của mình. Tại về nhà, Thu Tâm xúc động nói. Linh Tâm và Cẩm Thu đã ly dị nhiều năm qua, nhưng cả hai xem nhau như những người bạn thân, cùng chăm lo hạnh phúc của các con. Cẩm Thu chấp nối với nghệ sĩ Philip Nam, một trong những học trò của cố nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm tại Mỹ, nhưng tố tích cực trong việc góp phần gìn giữ bộ môn sân khấu cải lương tại Mỹ. Linh Tâm sau này cũng kết hôn với một phụ nữ trẻ tại Mỹ. Dự đám cưới, nghệ sĩ Vũ Linh tâm sự, Linh Tâm và Cẩm Thu dù ly dị nhưng vẫn hoàn thành trách nhiệm đối với hai con, và khán giả yêu mến vẫn mong cả hai tái hợp trên sân khấu với những vở cải lương đã tạo nên danh tiếng của họ.